Xin chào các bạn đến với kênh Case Tour. Và hôm nay mình xin giới thiệu tới tất cả các bạn về cái món cơm làm rất là đơn giản ha. 5 phút là mình có thể ăn được cơm ha. Đây là cái món cơm Hàn Quốc, cơm chiên Hàn Quốc nha. Chicken Tteokbokki Ayaki Kimbap. Cái này là món cơm chiên này. Cơm chiên này thì nó được bảo quản bởi đông đá nha các bạn. Ngăn đông đá ha. Và hôm nay mình sẽ làm như thế nào, mình sẽ làm thử cho các bạn xem nha. Và làm cái này thì nó rất là dễ luôn. Mình chỉ cần bật lửa lên và mình để một tí dầu ăn vào, mình chiên qua chiên lại là được nha các bạn. Trong cái phần cơm chiên này thì nó có thịt nè, rồi rau này, đầy đủ hết nha các bạn. Và cái này thì cái chảo mình nóng lên là mình có thể để vào ha. Khi mình muốn ăn mình sẽ lấy ra mình để ngoài tầm 5-10 phút, xong rồi là mình bắt chảo lên mình chiên là được nha. Khi các bạn cảm thấy có cái mùi thơm ha, là nó sắp chín nha các bạn. Đây, và sau đây mình sẽ để ra một cái dĩa cho các bạn xem ha. Một bịch này nó được 270g nha. Nhưng mà nhìn nó cũng rất là nhiều luôn. Đây, bạn thấy cơm nó ngon không nè, nó thơm ngon nha. Mình sẽ ăn thử cho các bạn xem ha. Rất là vừa miệng nha. Mình xin chúc các bạn ăn ngon miệng và luôn giữ gìn sức khỏe cho mình ha. Và các bạn, cảm ơn các bạn đã xem video của mình và like giúp mình ha. Mình cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều.